Ra đời năm 1871 tại Hà Lan, tập đoàn Friesland Campina, chủ sở hữu thương hiệu cô gái Hà Lan, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đặt nền móng cho ngành sữa tại xứ sở Hoa Tulip. Trải qua 145 năm, tập đoàn Fishland Campina đã trở thành người khổng lồ của ngành sữa với di sản là hợp tác xã lớn nhất thế giới, cộng đồng gần 20.000 hộ nông dân nuôi bò sữa, cung cấp gần 30.000 tấn sữa và các sản phẩm từ sữa cho hơn 100 quốc gia trên toàn cầu. Đất nước Hà Lan nổi tiếng trong ngành sản xuất sữa và đồng thời dẫn đầu thị trường về chất lượng và an toàn thực phẩm. Ngành công nghiệp sữa của Hà Lan đã đạt được vị thế quốc tế cao nhờ vào các tiêu chuẩn khắc khe của họ trong công nghệ và chất lượng. Vì vậy, chúng tôi chọn chuẩn Hà Lan là thước đo chuẩn mực cho chất lượng sữa thành phẩm của tập đoàn. Cùng với đó, nhờ vào 145 năm kinh nghiệm, chúng tôi rất am hiểu về sữa đủ để cho ra đời loại sữa chất lượng nhất. Không chỉ giàu kinh nghiệm, tập đoàn sữa này còn áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất với chuẩn 40, không dư lượng trừ sâu, không màu hóa học, không dư lượng kháng sinh, không chất bảo quản. Tiêu chuẩn Hà Lan nói về những dòng sữa tươi chất lượng cao được sản xuất dựa trên chuyên môn đã được kiểm chứng. Nếu như nói đại gia đình nông dân là nhân tố quan trọng góp phần lan tỏa giá trị di sản lâu đời của Fishland Kemina, thì chất keo gắn kết không thể thiếu của nhân tố này chính là tiêu chuẩn chất lượng và quy trình chăn nuôi, sản xuất và kiểm soát nghiêm ngặt. Tìm hiểu rõ hơn về chuẩn chất lượng Hà Lan, tại Fishland Kemina, tập đoàn đề ra và tuân thủ tiêu chuẩn nội bộ mang tên Focus FSNQ đây là hệ thống chính xác và tiêu chuẩn khắc khe, xuyên suốt quá trình chăn nuôi, thu mua, sản xuất, đóng gói để đảm bảo chất lượng cao cho các sản phẩm đầu ra. Đương cử yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất là từ sữa tươi thô. Để có giọt sữa chất lượng nhất, mọi thứ bắt đầu từ đồng cỏ. Loại cỏ cho bò ăn phải là giống cỏ chất lượng cao, không phun thuốc trừ sâu hay sử dụng hạt giống biến đổi gen. Đàn bò được chăn thả ngoài trời ít nhất là 6 giờ mỗi ngày, tối thiểu 120 ngày một năm. Sữa nguyên liệu sau khi vắt phải được vượt qua các bài kiểm tra về tỷ lệ tập trung, tỷ lệ kháng sinh, độ đạm, béo và các dưỡng chất khác đảm bảo sữa tươi trước khi về nhà máy. Quá trình sản xuất cũng đảm bảo phải tuân thủ 7 nguyên tắc của chiếc ô Focus. 1. Khách hàng hài lòng 2. Nhân viên năng lực và gắn kết 3. Quy trình vững chắc 4. Nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp 5. Quản lý sự thay đổi và giải quyết vấn đề 6. Dữ liệu tin cậy 7. Các đối tác và nhà cung cấp chuyên nghiệp có thể thấy tiêu chuẩn focus xuất phát từ trách nhiệm của một tập đoàn lớn đầu ngành, Fisland Kemina thông qua sự khắc khe đã thể hiện sự quan tâm của hãng đối với mọi mắt xích trong quy trình sản xuất với mục tiêu cao nhất là tạo ra những sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn Hà Lan. Tất cả những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đó đều phục vụ sứ mệnh đem đến chất lượng và nguồn dinh dưỡng tốt nhất và tối ưu nhất. Mỗi hộp sữa cô gái Hà Lan là sự đảm bảo tối ưu lượng protein, canxi và vitamin trong từng ml sữa. Ngoài ra, nhiều hoạt động nghiên cứu sản phẩm còn được ứng dụng để hạn chế lượng đường, chất béo và sodium và được địa phương hóa sản phẩm cho hợp khẩu vị và cân bằng dinh dưỡng sữa cho trẻ em. Chúng ta có thể gọi cụm từ nuôi dưỡng từ thiên nhiên là cái ô chất lượng cho tất cả các sản phẩm. Fisland Camina đảm bảo rằng sản phẩm và quy trình của chúng tôi xuyên suốt toàn bộ dây chuyền sản xuất luôn đáp ứng mọi tiêu chuẩn gắt gao trong lĩnh vực chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết cung cấp nguồn dinh dưỡng cân bằng có lợi với người tiêu dùng nói chung và trẻ em nói riêng. Chúng tôi đặt mục tiêu rằng 70% sản phẩm trên toàn cầu tuân thủ các nguyên tắc về dinh dưỡng Năm 2012, hãng đã tiến hành nghiên cứu CNUS lần thứ nhất, chương trình khảo sát chế độ dinh dưỡng của gần 17.000 trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi tại năm nước Đông Nam Á. Theo đó, hơn 50% trẻ em Việt Nam bị thiếu hụt vitamin A, B1, C, D và sắt trong chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày. Một cách kịp thời, cô gái Hà Lan đã chủ động bổ sung vitamin D vào sữa để trẻ em Việt Nam cao lớn và khỏe mạnh hơn không chọn cách xây dựng trang trại lớn như nhiều hãng sữa đang làm tập đoàn sở hữu thương hiệu cô gái hà lan tiếp tục lan tỏa mô hình đại gia đình nông dân ngay tại việt nam thông qua chương trình phát triển ngành sữa nhằm tăng cường hợp tác và chuyển giao công nghệ cho nông dân việt nam Hãng không cạnh tranh mà giúp đỡ nông dân nâng cao năng lực và kỹ năng chăn nuôi, từ đó tạo ra nguồn sữa tươi nguyên liệu đạt chuẩn Hà Lan. Kết quả 400 buổi tập huấn đã diễn ra với hơn 14.000 lượt nông dân tham dự. Nhờ đó, cô gái Hà Lan cũng duy trì được nguồn cung cấp sữa đồng chuẩn lên đến 170 tấn mỗi ngày từ những người nông dân sản xuất thô sơ, không theo quy chuẩn về kháng sinh hay tỷ lệ tập trung. Đến nay, nông dân hợp tác với cô gái Hà Lan đã nâng cao năng lực chăn nuôi, tuần theo tiêu chuẩn chất lượng khắc khe từ tập đoàn. Chất lượng sửa đầu ra đã tốt hơn, tỷ lệ tập trung chỉ ở ngưỡng 300.000 CFU trên ml, thấp hơn 10 lần so với quy định của Việt Nam. Kế thừa tinh hoa từ 145 năm trong ngành sữa, khi đến Việt Nam, sữa tươi cô gái Hà Lan đã nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng và hiện góp mặt trong top 10 nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam do hội sở hữu trí tuệ bình chọn. Trong hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, hãng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chuẩn châu Âu, giúp trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện, khỏe mạnh và năng động hơn.